thật là khá dư của nhóm Double Wish nha. Bây giờ mình ở 60 phương khách khoan quần 1 thành phố Hồ Chí Minh. Thì sao? Mình đang ở đây là chỉ có là uống sữa nè, để uống sữa nha. Bây giờ là 10 giờ rưỡi á, nhưng mình muốn uống sữa nè. Mình sẽ đi quán đó là sẽ được giới thiệu trên mạng top 11 quán ăn vỉa hè ngon phong cảnh lại tại Sài Gòn. Nhưng quán nhỏ vỉa hè này là bán sữa đó, sữa tươi á, đặc trưng là sữa. Sau khi sống ở Việt Nam thì mình á đã được ít uống sữa, bây giờ là hấp dẫn á. Là quán nhỏ tên là sữa tươi mùi đi thôi nha. Ok, sữa tươi quá có hợp khoai không? Không. Ok, đi thôi. Đi thôi. Tới rồi á, là mình gọi là sữa tươi nhá. Cái này xin sữa kẹt gọi á, cà phê sữa đặc á. Cái này là đặc trưng về bia, à quán bia hiện nay nhá. Ồ, tươi á. Ờ, hiểu rồi, tươi. Cái này có tươi nè. Hơi ngọt nè. Cái này ngon nè, tươi nè. Giống như là vị kem tươi nè. Nói là quán nhỏ này là có khách hàng nhiều nè. Buổi sáng nè là rất nhiều khách hàng ở Nhật Bản nè. Các quán nhỏ để uống sữa tươi nè. Nhưng mà không phải vì như thế này nè. Nó không có một tôi nghĩ là nếu không có được cái ngon hơn và tốt cho sức khỏe tốt hơn thì học để cho học có sơ có sữa. Tôi chắc chắn là cái này đều có sữa nên hầu như người Nhật sữa có thể là mình được tiết nhiều nhưng cho thành người lớn rồi thì cũng đúng sữa đó. Bây giờ là quê nhỏ buổi sáng là mỗi ngày uống sữa này nhưng thằng dài trẻ đêm phải đi trường học ngày nên không có thời gian để ăn bữa ăn nữa, ăn bữa ăn sáng nữa. Nên khi đó là chỉ cũng sữa thôi à. Đổi trường học thì học là đau bụng và muốn đi vệ sinh nữa. Sau khi đó thì mình không thích sữa nữa. Là sự thật là bên Nhật Bản là không có thói quen đi uống sữa ở quán như thế này. Em cảm thấy thú vị. Ở Việt Nam là có thói quen như thế này. Đây là không phải là cà phê sữa bình thường nữa. コンデンスミルクって別のものじゃん。コンデンスミルク。コンデンスミルク。特別なミルクで。コンデンスミルク。おい、じゃあ違うよ。そういう意味なんだろう、カフェス。うん。ええ、コンパイアカフェスアベンドル。ええ、コンパイアカフェスアベンドル。
theo Google của anh này là một chồng có thể rất cao điểm ha. Theo khá dư. Khó lắm. Theo khá dư là quán này, quán nhỏ này là không thể quyết định được bao nhiêu điểm này. Tại vì mình đấy là đầu tiên cũng sửa ở quán nhà nên năm điểm quá. Tại vì là kinh nghiệm này là làm đầu tiên nên rất đầu tiên đấy. Video này hãy like, share, subscribe nha. Cảm ơn mọi người đã xem chương trình này nha.